là ní thần ní than xăm chay xa lối nôm sọ vén đá sọ ping mong phong đặc nè xa phá lương mà bến ở tà chiên bộ môi mơn riêng chi ba được dẹ chung ngay pram môi rối pram km. Oh my god, wow. 2000 years later. Chúng ta sẽ bóng phong đặc nè, xong xa cùng một cái bắt bằng hai tờ lưu rửa dân bởi phết Akisani Pranat rồi bỏ cửa hôn phá lưu rửa dân bởi tế Alamon cứ cửa hôn Audi, tờ lưu model Audi Q4 bởi phết e-tron đã ai bác bó rửa chung ngay rồi hốt tờ đó phạm 10 km rửa đâm lại, chiến phạm 70 đô la tại bản đồ. Bạn bóng phong đặc này, chạy sẽ đây, đưa chị bạn bình chạy vì kháng đau những tệ tôn tên năng rỉ dễ chừng ngay này cả bác bộ em xin xin cư rô hô tờ đo prà môi rồi prà km chân rô ca prà bóng phong ca bóng lạc tí cư ổn mình cơ đây bà rõm này đưa xa rỉ dễ chừng ngay cư chú ra ơn cơ lạng mình tên hay đồng lại cư xong rôm tài chiên bầm bấy mơn đồ lạ thế hay tệ tôn tên năng tùm hôn mà côi vinh mình tùm hôn rô hô tờ đo 34.8 km chân ca cứ chậm nãy trâm tài chiêng của mũi mơn riêng khmai dương tiền chẳng bực cất tới và hai giờ tung đập pram đô la chiêng thế chẳng đó là thay bị giỏi lừa cả prapra khăng mình tên bởi chứng cả lấy từ mơ lừa cả ra chả nãy vì xem xét này dương sừng kết khơi thay tẹo tung tân ca prapra chỉ mũi nâng pan bật chết tại mà đâu mong phong tử này hai paul cứ để xa tại admin tới cả cho làm bấy xóm mà xin thế để xa tại rồi dương nãy cứ admin prapra mà xin thế có bàn tay miên lủng hô cho tẹo tung tân ca xóm từ lừa bực hết ác quỷ ở kizani nâng anh hay ở với mũi thiết đam anh ấy khá bán cứ logo rồi bỏ Audi nó trong cái đá nữa mới tới được chỉ cái chọn bởi dương vậy thấy dương sân ở tha dương ai lột một bò dương bán á cứ việt la choang tại mà đòn hay rồng lên được con buôn lại cái này chrome mới tới sáu sáu hay phần nứt lăng mình lên đợi li cho mũi nâng pan này cả mống này đại dương mới tới chia cùng ru rồi dương bực hết Akisani sân nhà prapra ni pia này cốt để sang tại viêm mới tới việt sáu sáu vì phần nứt lăng hay nơi cả mống này miên camera mà crop bà tam bắt tới tẹt tông tân năng một nghìn sáu trăm phim với nhá bởi dương vậy tới camera miên rồi hô tới đó mới chum lan chẳng lẽ khả nè bây rồi hô sập được cái cứ buồn crop hai chiếc xe đấy xem nhà radar xem xe xem nhà popon sáu trăm phim cứ miên rồi hô tới đó đập pì crop đài thiết sang bị chạy cái tên từ lưỡi Audi cái hai thằng phổ biến ultra radar bóng hô tặc nè nghĩa mà tẹt tông tân năng ca highlight cho mũi năng chrome bay propa chrome mau xem xe năng từ lưỡi ca ra cho nên nó phải cầm mốc cứ bàn tay mà khơi nhập pizza phone phim hai nghĩa mà căn cái lạnh sơn nóng chỉ kiếm bóng hô tặc nè mưa tới cứ pronet clang mình đang sạ xong chia rồi dùng propa pronet propa compact crossover năng anh hai miền logo rồi bỏ Audi con buôn nơi chuông cho mũi này chỉ kiêng năng tại mà đòn hai cái lạnh năng cứ cái lạnh đài miền đồng lại hai propa năng ampu propa led đây cái lạnh này cứ ampu phơi daytime running light đã chi ẩm phu phleung bẩm phlu phlai pe thngai hai mu tiet tae ton tanang sanom che kieng kalai nung keu praprah neu ẩm phu pha code ay keu praprah neu prophet led tieng os tae mrom mong mong ta ni tieng ni keu chi chamna barom te leu rodyun prophet akisani sot robos yeung alai ni banto chmuoy khnyom te phnai chamhieng ta ta mien avai da pisas tiet chom barom phnai chamhieng ni avai da chap barom keu tae ton tanang tha kong hai mien samnu khnyom som romlek bantik da sa ta mien samnu oy ta pe da tveu bot banghai tae ton tanang rodyun prophet akisani tae tae mien fan fan robos yeung kot ai tha nyoh yeung na tae ton tanang het ay còn mẹ số hạt ấy có tha xong mưa tẹt tông tân năng con sạc cùn đây hay nè khan thiết của con bán đắng này còn số ta hạt ấy bán được dùng EV ấp đặt con sạc cùn bóng bóng đặc nên bà con chị bán đắng này tẹt tông tân năng tùm ngốn cứ chỉ riêng mỗi đại trăm bách mình tha được dùng một phép Akisani mình tha được dùng này para chấm hạt thì hay chạy sai xem nhà một phép Akisani ở đây đại trăm bách cứ tùm ngốn này mà đòn hạt này hết bán chỉ kê ấp đặt con sạc cùn thì để sang ta ca chú lại viêm sén ca trở lại viêm sén cứ kê cất tha vì miếng phim nghi sưu chỉ được dùng para là một phép chấm hạt hay đời xa tay tụng ngôn đi hay tớp thua ở địa chung ngái cứ ai bạc bỏ bán chung ai 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 chung chúng mà đó là anh chọn mới cái này bông phong đặc này cứ thông lỗ khăn bằng tên hay miếng phơi LED để chiếu phơi sơn nhổ rồi phơi sông phơi miếng camera mười crop để đẹp nhom bàn phải chẹp thì càng đáng cứ camera bốn crop bà chắc là chỉ hiện đi
song khang pí nơi càng mốc mũi nơi càng cày mùi hai chiếc xe này xem đẹp của chọn đi cầu miếng xuồng chụp mũi nương một nghe blind spot monitor anh chăng roll cam vai chơi em xem ôp sát đại mao pi chấm hiếng cứ phát đo nơi sự vật động thịt cua xem đẹp bóng phổ nọ khnề hai song bay tập này càng cày nơi bay miếng blind spot này càng cày cầu miếng đôi khnề đây nơi bay dương ngải giải thôi cày em xem chăng về sự vật động thịt tiếng ca vai chơi sự vật động thịt tiếng ca chơi pi chấm nốt sự vật động thịt lực ca prapra khăng mệt tê trong một đợt này càng cao này bông bông nữa này cứ miếng phìp smoke smile phìp xăm nhám ấy đấy còn bên tay ở vai đầm miếng cứ phần đặt phìp từ lửa cáプラプラ chỉ biết sẽ cứ cáプラプラ stop chực kiêng cứ pin mặt khang ta chung mặt khang ta một đòn hay dương chạy sai mỏng này rồi dương này pe bắt chéo bắn cứ follow từ lửa miếng thua tam chạy tôn từ năng rồi dương bộ phê phần đặt nó cứ lên phần đặt trên bị kia cứ ôm mò pin chung mặt khang ta một đòn hay chạy sai xem rồi dương này cứプラプラ nó bộ phê đầm bùn phơi LED đại biệt sáng sáng biển xăm chạy hay chia được những cái gì này hay có viên miếng phim xong trái từ lơ cả prapra nơi phơi lên LED phong đài hay chạy tông tân năng nắp này càng cao nhất đi bàn khơi những cứ miếng sensor radar chụp núi từ lơ cả trên phim chụp nó lơ cả prapra hay hai đấy bàn miếng là hỗ trợ đọc pi crop để xa tay mình men miếng trăm tay nơi này càng cao được cột càng một trăm đấy cứ chụp hiêng hết rồi hỗ trợ đó phần này chụp hiêng này còn tiệt chẳng hạn đấy cứ cả prapra cứ miếng sờ vào phim lo khăn mình đang chụp một đường camera một crop rồi cả trên chốt cứ sờ vào phim à vậy mùi tuyết cứ chạy trong tân năng cả bật bật club này càng cao này hay cứ dùng đại ván ban mà sờ lại đây hay miếng sầm này ấy sẹp tụt ấy ván xem xét sẹp bông bông đỏ khăn đi lấy cả prapra này bạn cứ bị sai khăn mình đang miếng pi thọ bông bông đỏ khăn này chẳng nghĩ số sẹp cả tụt đại ván ấy xem xét đầm này cầm sai được cả nghĩa cứ đoan là phim riêng của khăn mình đang hay vậy mới tiếp đại chi ở tại sân nhà tại tông tân năng rồi dùng bản đặt rồi cả bật bật ấy cứ vì miền sầm lên môi đại bị rùa khập khập đại mà đòn cứ ở nó phải đại bật cứ ở miền cái hai tham miền phía thân nó mà này cứ lọ khăn mình đen cái lại này hai cầm rõ khơi miền tại tông tân năng cả bật thân nó thân nó này nè sân nhà rồi dùng bảo vệ thò mà ra hạ này hay tại tông tân năng rồi dùng bản đặt cứ việc thân nó việc smooth lọ khăn mình đen à lần này vẫn to cho mỗi khi nhóm tới phần này càng khăn ông ta ta miền ở vây tiết làm mấy thôi cả chạy chun bom bom đó khnề hạ chi bớt xét cứ từ lớn một nghĩa sống vật là thịt tại mà đó bông phong này, lần này chúng chua mà đó phải cần khăn ông, hay chia tạ sinh nhan robot rồi dùng đại bộ phê phần nết, nên bây giờ chúng chua mà đó lắm nè, để sang tại cương bari khe, có đôi chỉ material để trở ban bổng pẹn là lừa rồi dùng bộ phê phần nết, bài này hay chia sẽ đôi chỉ Audi Q4 e-tron nè, chua mà đó cứ miên khăn robot việt tại mà đó cứ chia tạ sinh nhan, hay dùng bản đằng ấy tại tông đằng Audi cứ tại tông đằng nga ca cho chắc có đôi chỉ click ai xem xe nâng sờ lên cứ bật rú khăng mình đèn khi nhôm chơi trận tẹt tông nâng ạt sờ nhẹ môi nỉ từ lơ rồi dồn bài phần nát hai ở vây đây bàn tham thì nó cứ ca bàn tham từ lơ ca ra chân này ai xem xe hai ở vây đây màn ai khoa ban cứ tẹt tông tân nâng tập hết cái tập hết sáu tập hết genius đại viên là o phần nát khăng hai rúm chung môi nâng tập hết ca mình nhây đại coi tất cứ việt tôn nghi sưu khăng mình đèn bom bom nào cái này hai bàn tham bên này nè tẹt tông tân nâng cái nâng cứ chúng chỉ muốn nâng một nghe bình chia để thay mà bỏ lại tận đây xem xem một nghe coi chẳng có non có đau khều nơi bàn lõ nè tiền tập công tiền nè rum nằm nát ở phần này càng một hay ở vậy để biết cứ miên một nghe cầm đại cởi phần này hay theo tông tân nâng công tân ở phần này càng một với bóng phần đó này cứ tập chạy phần này tập hệ digital LCD nữa tùng hôm rồi họ tập đo đọc chuẩn một phần gram in hay xem đẹp ekran cầm sàn với có thông khăn đá tùng hôm đọc mũi chuẩn và mũi in rum chỉ muốn nâng một nghe chỉ tràn một nghe cầm sàn xem xem hay ở vậy để mình ai khoa bán cứ tiện tông tân nâng một nghe Apple CarPlay lẽ cái này ở Prague xài thì cái này mới tới clean lõ khăn mình đèn hay xong bây giờ cái này sạc thợ mò xem xét nhỉ nhóm với cả sạc thợ mò tủ sạc bao nhóm hay với để biết xét tiện tông tân năng rụt dùng một hệ để kỹ xử lý này nó phải để dương châu mà đo tay mà đóng dương cron tại chuan từ lờ frank này chuan từ môi tới cứ lan chai hay nó phải để dương trang chụp với dương còn là chụp parking này shop pin nơi cái này nhỉ dương với cả trên pi lan đó cứ lan nó cứ lột tay mà đóng hay ở với bật hai mũi tiệt tiện tông tân năng đây giờ cốt cứ ca đây chẳng hạn từ lờ một hệ tụm rung ở sọt đi đại dương đấng ấy miền bẩm bẹn nó lơ được dương bài spore hay xem đẹp Audi
Q4 e-tron ក៏មានដែរតើតន្តដៃជកោតហើយមានរហូតដល់4ប្រឡោះឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការបើកបោងាយស្រួលលើការប្រាស់ប្រាស់ពីព្រោះដោយសារតែវាការប្រាស់ប្រាស់ទៅលើការថាច់អីផ្សេងហើយវាបង្ហាញទៅលើមុខងារយ៉ាងសម្បូរបែបនៅលើកុងទ័រប្រភេទ digital នេះឯងហើយជាក់ស្ដែងសម្រាប់កន្លែង console កណ្ដាលនេះបងប្អូនទាំងគ្នាគឺទលាយើងអាចធ្វើដាក់ការដាក់កែវទឹកអីផ្សេងហើយតើតន្តនឹងកន្លែងប្រអប់លេខ drive mode select ក៏ដូចជាកាមេរ៉ាប្រភេទ360អីហ្នឹងគឺភ្លឺច្បាស់ល្អគឺសម្បូរបែបខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ drive mode វិញក៏មានច្រើនជម្រើសផងដែរមានដូចជា efficiency comfort auto dynamic ឬក៏យើងអាចធ្វើការកំណត់ដោយខ្លួនឯងក៏បានដែរមួយទៀតហ្នឹងបងប្អូនសម្រាប់កៅអីនេះក៏មានអង្គចងចាំដែរយើងអាចធ្វើការកំណត់រហូតដល់2អង្គចងចាំអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើអាយុបត់នៃការប្រើប្រាស់របស់យើងផងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺពិសេសដែរហើយភាពងាយស្រួលមួយទៀតទៅលើសុវត្ថិភាពគឺយើងអាចធ្វើការ lock ទ្វារផ្នែកខាងក្រោយទាំងពីរហ្នឹងគឺយើងអត់ចាំបាច់ទៅធ្វើការបញ្ជានៅទ្វារផ្ទាល់ទេគឺយើងអាចធ្វើការចុចពីផ្នែកខាងមុខកន្លែងនេះគឺផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាពពេលដែលមានកូនតូចតូចឬក៏កូនក្មេងអីគាត់នៅផ្នែកខាងក្រោយណាអញ្ចឹងវាសុវត្ថិភាពលើការប្រើប្រាស់ហើយមួយវិញទៀតនោះគឺក៏អត់ចោលដែរតាក់ទងទៅនឹងដំបូលបើកនៅផ្នែកខាងលើយើងអាចធ្វើការស្រូបយកខ្យល់អាកាសផ្សេងៗខ្យល់បរិសុទ្ធក៏ដូចជាពន្លឺចូលមកក្នុងរថយន្តក្នុងលក្ខខណ្ឌនៅពេលដែលយើងចង់បានណាតាក់ទងទៅនឹងដំណើរកំសាន្តរបស់យើងអីផ្សេងៗបាទឥឡូវនេះតាក់ទងទៅនឹងផាសុខភាពផលិតភាពអីផ្សេងៗគឺបងប្អូនទាំងនេះបានដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែកន្លែងចំណុចមួយទៀតដែលមិនអាចខ្វះបានគឺតាក់ទងទៅនឹងចំណុចសុវត្ថិភាពទៅលើរថយន្តប្រភេទអគ្គិសនីបែបនេះមុខងារសុវត្ថិភាពគឺមានច្រើនខ្លាំងមែនទែនយើងអាចធ្វើការ shortcut មកហើយយើងអាចមើលបានសម្រាប់តែ speed warning គឺយើងអាចធ្វើការកំណត់តាក់ទងទៅនឹងកន្លែងដែលអាចកំណត់ speed ឧទាហរណ៍ថាយើងបើកបោបានត្រឹមតែរយៈឆ្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងក៏យើងអាចធ្វើការកំណត់នៅលើកុងទ័រនេះបានឬក៏យើងអាចវាចាប់យកផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ដែលមានកំណត់នៅលើដងផ្លូវក៏បានដែរបាទគឺពិសេសខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មានតាក់ទងទៅនឹងមុខងារកំណត់ល្បឿនបើកបរដែលវានឹងធ្វើការបន្ថយល្បឿននៅពេលដែលយើងកំណត់ល្បឿនដែលលើសពីរថយន្តដែលនៅផ្នែកខាងមុខណាហើយនៅពេលដែលរថយន្តនៅផ្នែកខាងមុខរៀងបើកលឿនគឺវាលឿនតាមដែរតាមអ្វីដែលយើងបានកំណត់តាក់ទងទៅនឹងមុខងារ Adaptive Cruise Assist ហើយនឹងដូចជាការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពជាក់ស្ដែងបើសិនជាផ្នែកខាងមុខគាត់ធ្វើការជន់ហ្វ្រាំងអីផ្សេងវានឹងផ្ដល់សញ្ញាហើយ Audi ក៏អត់ចោលដែរតើតន្តទៅនឹង Audi Presence ដែលជា Sense មួយសម្រាប់បានដឹងណាជាញៀនសម្រាប់ឲ្យដឹងថាផ្នែកខាងមុខឥឡូវនេះគឺគេឈប់ហើយរថយន្តរបស់យើងនៅមានចលនាអញ្ចឹងវានឹងផ្ដល់សញ្ញាក្នុងលក្ខខណ្ឌនៅពេលដែលយើងបាត់បង់ម្ចាស់ការអីផ្សេងរថយន្តនេះនឹងធ្វើការជន់ហ្វ្រាំងឲ្យយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញតែម្ដងគឺមានហ្វ្រាំងអូតូហើយ Audi ដូចបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺមាន Ultra Radar រហូតទៅដល់12គ្រាប់ហើយកាមេរ៉ា4ទៀតអញ្ចឹងវាសុវត្ថិភាពខ្លាំងសំបីតា Land Departure អីផ្សេងការចាក់ពីកន្លងការរេចកូតអីផ្សេងក៏មានដែរតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តមួយនេះហើយការមកពីចំហៀងយើងអាងុយគេងអីផ្សេងគឺមាន Alert ឲ្យយើងបានដឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌបើមានជួបនៅឧបទ្វហេតុជាយថាហេតុណាមួយនោះពងសុវត្ថិភាពគឺមកជុំឡានតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាទៅលើការប្រើប្រាស់គឺមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់បងប្អូនទាំងគ្នាតែនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសតាក់ទងទៅនឹងរថយន្ត Audi Q4 ប្រភេទ e-tron ដែលជាប្រភេទអគ្គិសនីសុទ្ធអាចបើកបោបានចម្ងាយ605គីឡូម៉ែត្រដែលមានទំហំអាគុយ 84.4 គីឡូវ៉ាន់ម៉ោងអញ្ចឹងសម្រាប់ការសាកភ្លើងបច្ចៈម្ដងទៀតគឺយើងចំណាយត្រឹមតែជាង61,000រៀលអីទេគឺអាចថា15ដុល្លារគឺសន្សំសំចៃខ្លាំងមែនទែនហើយរយៈចម្ងាយគឺបើកបោបានឆ្ងាយយើងទទួលបាននៅរថយន្តប្រភេទរថយន្តលក្ខណៈប្រណិតហើយតាក់ទងទៅនឹងធម្មពលកម្លាំងវិញរថយន្តនេះគឺអាចផលិតកម្លាំងបានរហូតដល់204 PS កម្លាំងរមួល310 Newton Meter ហើយអាចរត់ពីកុងទ័រ0ទៅ100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងគឺចំណាយពេល 8.8 សេខុនអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសន្ទុះល្បឿនគឺលឿនល្អខ្លាំងមែនទែនហើយមួយទៀតក៏សន្សំសំចៃទៅលើការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់រថយន្តគឺអត់ចាំបាច់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនអត់ត្រូវការថែទាំអីច្រើនទេទៅលើម៉ាស៊ីនដោយសារតែវាប្រើប្រាស់នៅប្រភេទអគ្គិសនីសុទ្ធតែម្ដង
ជាចុងក្រោយអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃធ្វើការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចអាចរកទិញបាននៅ showroom number 1 EV ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលរថយន្តប្រភេទប្រណិតទំនើបទៅលើប្រភេទអគ្គិសនីសុទ្ធតែម្ដងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាមិនបាច់បារម្ភគឺមានការធានាត្រឹមត្រូវ5ឆ្នាំបូក5ឆ្នាំឬ100,000គីឡូហើយអ្វីដែលកាន់ពិសេសនោះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបាននៅការដំឡើងឆ្នាំងសាកអគ្គិសនីនៅផ្ទះផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏ដូចជាឆ្នាំងសាកសម្រាប់ដាក់ជាប់នៅក្នុងឡានរបស់បងប្អូនហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសមួយទៀតនោះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរំលោះសុទ្ធដោយគ្មានការចូលរួមអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបង់រំលោះសុទ្ធ 100% ក៏បានដែរហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមានបង្ហាញលើអេក្រង់នេះស្រាប់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីខ្ញុំពីរថយន្តអគ្គិសនីសុទ្ធ Audi Q4 e-tron សេរីថ្មីចុងក្រោយសូមអរគុណនឹងសូមជម្រាបលាហើយរយុននេះមានតម្លៃតែជាង 80,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ